Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái app AutoClick để chúng ta khai thác các đồng coin ở trên Telegram. Như các bạn có thể là thấy thời gian vừa qua thì chúng ta tham gia rất là nhiều cái kèo đảo coin trên Tene, nhưng mà mỗi lần chúng ta bấm bằng tay như này thì nó khá là lâu và nó mất thời gian. Vậy thì để nó đào tự động được thì chúng ta cần phải tải thêm một cái app AutoClick về để chúng ta dùng cái con bot đó, nó sẽ đào tự động cho chúng ta. Bây giờ thì các bạn sẽ lên cửa hàng CH Play và chúng ta sẽ tải cái app AutoClick về nhé. Trên cửa hàng CH Play, trên thanh công cụ tìm kiếm, các bạn sẽ gõ từ khóa là tự động click, tự động bấm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái mục ở bên dưới này, các bạn sẽ nhấp vào đây để cài đặt. Sau khi tải xong thì các bạn sẽ nhấp vào mục mở nhé. Tiếp theo thì các bạn nhấp vào mục OK này. Tùy theo máy mà khi các bạn tải về nó sẽ vào thẳng cái mục để chúng ta mở và cài đặt. Còn riêng máy của mình thì nó vào cái mục dịch vụ được cài đặt này. Thì mình sẽ nhấp vào đây và mình sẽ chọn là bật nó lên. Đó, mình sẽ nhấp vào mục cho phép này. Phím tắt auto click này, các bạn sẽ cho phép tiếp này. Khi các bạn vào trong ứng dụng cài đặt ở trên máy rồi thì các bạn sẽ nhấp vào cái chữ mở ở bên dưới này. Tới đây thì các bạn sẽ chọn bật lên nhé. Và bây giờ thì nó đã hiển thị lên cái mục để cho chúng ta đi kích rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu truy cập vào trong cái Telegram. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ vào một cái dự án đào Hunter Coin này. Ở đây thì mình sẽ nhấp vào mục nhận. Tiếp theo là cái bước chúng ta cài đặt để chúng ta kích đào cái con này. Thì các bạn có thể di chuyển cái hình tròn này, đây gọi là cái nút bấm này. Các bạn sẽ di chuyển vào đúng cái vị trí mà các bạn mong muốn nó sẽ bấm nhé. Và sau đó thì bên cạnh đây các bạn nhìn thấy là nó sẽ có cái mục mũi tên màu xanh. Các bạn sẽ nhấp vào mũi tên màu xanh. Thì nó sẽ bắt đầu là khai thác. Như vậy là nó sẽ khai thác tự động cho các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn cài đặt tăng giảm cái tốc độ của nó, thì ở đây có cái hình bánh răng cài đặt. Các bạn sẽ nhấp vào hình bánh răng này. Khi các bạn nhấp vào cái mục bánh răng cài đặt này thì ở đây nó sẽ có 300 mini giây. Đây là cái tốc độ của nó này. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh thành 200 cũng được này, hoặc là 300 thì tùy ý các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục lưu này. Và bây giờ các bạn sẽ nhấp vào mũi tên màu xanh để cho nó bắt đầu chạy này. Với cái tốc độ 200 này thì mình thấy là nó đang nhanh hơn cái tốc độ 300 mini giây. Đấy, các bạn cứ để như vậy cho nó chạy cả ngày. Coi như là chúng ta có thể là treo máy để đào các cái dự án ở trên Telegram này được. Đấy, bây giờ mình sẽ sang một cái dự án tiếp theo nữa để mình bấm cho nó đào nhé. Với dự án khai thác meme Filecoin này thì mình cũng sẽ dùng auto kích, các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên màu xanh ở đây để cho nó tự kích nhé. Đó, con này nó đào như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn nhàn hơn và chúng ta có thời gian để làm thêm các việc khác. Như vậy với cái cách mà chúng ta cài đặt cái auto click này thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhàn hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó đỡ hại máy hơn, bởi vì có nhiều bạn gõ bằng ngón tay ấy, nhiều khi các bạn gõ mạnh mà gõ liên tục mỗi ngày hàng mấy trăm mấy nghìn lần ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái màn hình của điện thoại. Thì mình khuyên các bạn nên tải cái ứng dụng AutoClick này về để chúng ta sử dụng nó vừa nhàn hơn vừa tốt cho cái điện thoại của các bạn. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chi tiết để chúng ta cài đặt cái AutoClick để chúng ta khai thác tự động các đồng coin ở trên Telegram. Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm được nhiều coin. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.